Em của em luôn hả? Em ruột hả? Dạ. Có không? Có biết tiền gì đó? Dạ. Em họ hả? Ừ. Có biết tiền gì đó? Con rồng với con phụng. Tiền tí nữa thì mình. Cổng cưới lá dừa thì hôm nay bạn nở sẽ làm mẫu nào thì không biết là mới hay cũ đây ha. Này là bạn nở đang làm cái bông hả? Bông. Đây thì bạn nở làm bông thì bên đây làm gì ta? Ủa trái cao hả? Đây là con rồng. Con rồng luôn hả anh? Wow đẹp quá. Con rồng với con phụng. Quá trời đẹp luôn. Thôi đâu vậy? Thôi, hôm nay chơi game hả? Ôi! Trời ơi, đẹp quá trời vậy? Dạ, chú đẹp này quá đẹp quá. Ôi, lên anh Dương. Dạ, anh Dương! Cái này đâu có gì anh Dương? Hả? Anh á. Ủa, anh có quầy nữa nè. Ủa, cái mặt nó bị gì bầm bầm bên đây vậy? Nó té. Em của em luôn hả? Em ruột hả? Dạ, nó không. Có biết tiền gì đó? Dạ. Em họ hả? Ừ. Có biết tiền gì đó? Thấy gừng quá hả? Phải rồi. Anh tương trương. Em biết hả? Đây làm hình cái đồng của phụ, đây là trái ớt rồi. Trái hôm qua mà. Bông cút. Đẹp quá. Đúng đẹp. Tương trơm rồi. Không đó, cái khớm. Cái khớm hả? Ê, ủa đóng cung chưa? Đâu? Nãy vô không để ý luôn á. Giờ đây thì phía trước bạn nở đã đóng xong cái khung phía trước này mọi người. Thì tí nữa thì mình sẽ buổi chiều mát thì mình sẽ kết lá lên và trang trí lên ha. Đây là chỗ đại lý bia nước ngọt Tàu Thôi ha, ấp Mỹ Nghĩa xã Mỹ Đức Tây luôn, là mình đang ở chỗ này. Giờ là xong hết trơn ra bấm thôi. Ra bấm ha. Ủa giờ sáng giờ mình lên chỗ làm bông đi chưa? Đó. Bông xong hết trơn chưa? Trong rồi, nãy giờ mà. Đó. Dạ. Nó quay. Còn đây là gì, lá dừa hả? Bùi lũng đỉnh nè mọi người. Ai da, bùi lũng đỉnh này đẹp quá. Ủa sao cái buồn bự buồn nhỏ vậy nữa? Xong hả? Còn mấy cái này là để trang trí thêm. Ủa cái này là hình con rồng hả? Ủa cái này đẹp quá, đặc sắc. Đây có mấy anh với mấy chú bên nhà bạn vợ đang nổi làm hỗ trợ thêm. Ủa mình làm xong cái xưởng ngoài mình ghim vô hết chứ? Này đẹp. Làm thủ công mà không đẹp gì. Thủ công. Con thấy bây giờ là làm bạn con nó có cái sườn á, cái sườn mẫu mua tầm 2-3 triệu á, xong bằng mốt á, còn mũ á, xong mình ghim lên không á. Thấy rồi mà có chỗ ta không chịu được. Chọn một mặt tiền ha. Con này là mình bốn mặt luôn hả? Để họ con rồi xong rồi con giờ mình biết là bốn mặt mặt nào mình coi cũng hấp dẫn hết. Cái này kéo quá. Còn cái kia thì có một mặt tiền à, mình đâu ấy được. Dạ. Có chỗ người ta không chịu vậy. Chú cũng có sườn rồi, chú nghỉ rồi. Dạ hả? Ở đó giờ chú chuyên đi làm đám cưới luôn hả? Ờ, đó giờ làm đâu. Nở hồi kiếm cái sườn á, ủa hồi gái ta đã bấm đi, ta bấm phụ lẹ. Bấm đi phụ lẹ. Ủa cái này là cái dừa khô. Hả? Cái miếng vỏ dừa. Cái đó là hai cái trắng thôi đó. Ừ. Đó vậy? Trời ơi. Sao? 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 Sao?
xong rồi nè. Ủa sao anh làm tiếng thì hay hả? Hả? Sao anh làm tiếng thì hay hả? Anh nói trực tiếp nè, anh đang nói chuyện luôn nè. Ủa giờ sao anh làm được cái nhạc hả? Hả? Sao anh làm được cái nhạc hả? Bạn anh làm á, là bé Khôi nha mọi người. Đại lý bia nước ngọt nha. Giờ ở đây là mấy cái bông lá dừa bạn nở làm xong hết trơn nè mọi người. Cái bông mượn. Anh Dương nãy khi về nó có cắt clip không? Có. Đây không gian tiệc cưới là mọi người đang chuẩn bị trang trí ở dưới miền Tây mình ha. Rất là dân dã, rất là bình dân. Đó, đám cưới miền Tây rất là vui. Với cổng cưới lá dừa, đậm chất không quê luôn ha. Rồi những cái hoa lá dừa nè mọi người. Đây mình làm cổng cưới lá dừa, mình trải qua rất là nhiều công đoạn ha. Đây là công đoạn mình làm thêm mấy cái bạn. Cái khung cái sườn. Đó, làm cho chắc hả? Cái này là nóng. Cái mẫu này chơi này này chắc kì có ba nha, có ăn ba nha con này quá quá trời đẹp luôn. Ủa này trời mưa nó bị ngập lên đây hết ta? À, tại vì cái cho người ta mới nhờ người ta bơm cái đường kinh á, không lấp bây giờ hẹp, phần nước cũng chưa không làm mới bơm đây nè, lưu vô đáp đâu đầu nghe cái đường đâu, cái đường thoát ra, buộc cái đặt máy giờ cho ngựa ra, cần đúng đường chớp rồi đó, có đèn chớp luôn, thì anh chủ nhà là anh Khôi anh áo xanh, ủa anh Tàu hả? Ủa đây là trái cao kiển hả chú? À, cao kiển rồi. Cao kiển là trẻ làm hai gì hả kiển? Xéo như vậy. Nhỏ vậy, cắt xéo xéo vậy hả? Ừ, cắt xéo vậy, lát nó có mình vô về nó mới... Dạ. Lát mình viên vô cái thân đó. Chú còn gì muốn vậy hả? Đây. Sử dụng kim ghim thôi. Xong hả chú? Xong rồi. Xong rồi. Đó ơi, hôm nay thấy này làm đẹp hơn nè. Theo chú này học nghề. Ủa đó giờ chú đi làm nghề cổng cưới luôn hả chú? Ủa vậy hả? Cái này là chú làm cho quen bà con làm ha, trong gia đình ha. Dạ. Hồi xưa là làm cổng cưới vậy luôn hả? Một cái con gọng phụng vậy thường chú làm là nhiêu tiền? À, ngày hay sao? Đâu có, mình nếu tùy theo mình đánh, nếu mà đánh đồ mình hết thì nó giá khác. Dạ. Còn đồ của chủ thì giá khác. Dạ, phải nhiêu ta, 1 triệu, 2 triệu gì không? Đâu, giờ làm 1 triệu, 2 triệu dễ làm được. Dạ. Yeah. Một cặp thì giờ phải là phải từ giá 3 triệu. À, tại vì chi phí mua đồ này kia hả? Chị. Chi phí mua đồ này kia mắc lắm. Dạ. Giờ đồ này mắc. Đồ trái cây này không? Trái hu hòa. Bây giờ làm là dớt để chơi chứ giờ. Hết đi làm hết. Hết rồi. Đâu đổ lẹ xuống chứ đâu. Đâu đâu. Đâu gác mình nó vậy. Trời bữa đó cái gì thôi nó nhảy quá trời luôn, về coi đâu cười đâu bụng. Nhảy như hay như thằng khùng á. Khùng khôn. Ơi khùng khôn. Nhảy như thằng hai. Cái này đẹp quá trời luôn. Đẹp. Giờ muốn đi gì nữa vậy? Bấm xe đúng rồi đó không? Đó giờ bạn nở xe bấm lá lên và bấm xen kẽ. Xen kẽ hai bên luôn hả nè. Bữa nay thời tiết trời chuyển mưa nên cũng khá là mát mẻ ha. Hả? Nói chung là không có nắng để mình mưa. Giờ là 11 chưa? Chết cha rồi. Chết cha rồi. Vậy mới có chuyện nói chứ. Nè, đứng cầm nhiều quên. Quên, nói đi. Nói nè anh yêu em mới làm. Anh yêu bắt lá. Thôi đi. Quên hai, 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 qu
Ôi trời quên đấy. Ông Dương này thiệt chứ. Dạ giờ bạn nở tới công đoạn ha. Đang lá vàng xen kẽ vô ha mọi người. Tám nhĩ thôi. Tám nhĩ thôi. Đây để anh quay chút này. Quay vỗ tay luôn hả? Tình thương bánh thương. Em của mình vui rồi. Dạ, em của mình hả? Em hả? Đúng hả? Em bé kìa. Trời ơi, gọi rồi ơi. Chán thương rồi, con ơi, có sao không? Ừ, đừng có chạy. Ai con quay cái người là nhỏ thôi, đừng quay người lớn, người lớn. Em kìa, mới rồi. Này anh Nở đang làm gì? Anh Nở đây làm mấy cái lá nha mọi người. Thắt mấy cái lá vô đây ngồi làm cái cổng á. Còn Trình đang làm cái cổng. Đây, bên anh Nở làm sắp xong mọi người rồi. Mấy cái lá nè. Bên đây đang bấm bá. Ở bên đông làm lá bự bên đây nữa. Ủa sao tôi nhớ bấm tới đây luôn mà nở. Không có cái lá. Cái gì? Con lúa nhá không? Con lúa làm dưới chân luôn tới đây luôn. Đó. Anh nở. Anh thương ai nhớ anh nở. Dạ. Rồi. Quá hả anh thương ba mẹ anh không? Quá trời đẹp luôn. Mấy cái mồng cút nhỏ xíu luôn. Cái này là cái đuôi hay cái này là lá dừa nước thôi. Lá thiên tế. Lá thiên tế hả? Ủa này là khóm chèn hết luôn hả? Chỉ chèn cái chân này thôi. Chèn cái chân thôi. Làm cái chân thôi. Ừ. Mấy trăm triệu cái mỏ mà. Đẹp vậy. Ủa sao cái nón nó bên đây nó bị vụt rồi nở? Nó vụt quá rồi. Ủa này phải không nở? Nở là cái này phải không? Không giấy cái nhỏ, anh để cho cái ghế. Ừ, ghế thì được. Sọt lên thế nào. Ừ, giống như cái kia. Cái này mình trải qua rất là nhiều công đoạn á. Cái này sau khi mình làm tạo độ xen kẽ giữa xanh với điểm vàng. Nếu mình làm một màu thì nó không có nổi bật. Thì tùy theo có người thích màu này có thích màu kia mình có thể tự do sáng tạo ha. Có người thì sẽ thích vàng hết, có người thích xanh. Này thì chú đang dùng gom á để làm cái cuộn thành con rồng, nó đưa cái dài ra trước hơn nguyên cái mình con rồng. Nhưng mà bây giờ nó bị dài quá nên bắt buộc chú phải xả cho bớt và cắt ngắn lại, cắt bỏ phần gom hết chú. Cắt bỏ một phần gom. Nè anh Nở đem gom từ trên ngoại mình về nha các bạn. Anh Nở hả? Dạ. Anh Nở, trên ngoại em bán lúa cái anh Nở chở về. Vậy hả? Dỗ vậy? Nở dỗ quá ha. Nở chở gom từ ở trên ngoại con luôn hả? Dạ. Trên ngã 6 nha. Dạ, ở trên Đồng Tháp. Thì ngã 6 chứ đâu đi, nữa. Đi lên chở hồi nào? Ông hồi chiều ông bữa. Vậy hả? Bữa 2 á. À, bác Tám biết nhà mà ngoại con chứ bộ. Hồi đó đám cứ ba mẹ mày tạo lên chân với gồng phụng cổng. Với thằng bạn đụng, thằng bạn chém chém bị đa đụng luôn à. Dạ. Con nội đó không xỉn đâu, má chạy rủ vô nhỏ không hay, lo làm không hay. Dạ. Chắc bỏ ăn đoạn vậy hả? Ừ, bỏ ăn đoạn thôi. Của ai vậy? Sao nãy mình bỏ cái phần đít đó. Lấy không, phần đít đó nó vừa rồi. Vừa. Uống ghê gên trả về, biết bao nhiêu công sức mà giờ mới cắt bỏ. Giờ em nhét vô gói ôm mấy hôm nay. Để dành đi, để dành đi. Tới ôm, tới đám cưới em lại ra làm tiếp. Em ôm một cái là em ngứa mình luôn á. Dạ hả? Giờ mình ngủ lắm. Em để giờ người ta đám cưới con bác Tám làm nữa nha. Ờ giờ... Khỏi công mình khỏi công đi kiếm không? Đúng rồi. Chịu không? Năm
nữa đi. Trời ơi, làm sao cứ dạ hả? Nữ luôn, qua năm tới quốc luôn hả? Đăng thôi. 10 năm nữa đi. 10 năm nữa được chứ, 1 năm nữa là tao bó bài mày luôn. 10 năm nữa mới 17 tuổi, nhiều chưa đủ tuổi nữa. Coi cứ dạ sớm chưa đủ tuổi nó cứ dạ. Người ta đủ tuổi 18, 19 tuổi, 20 tuổi. Tao tưởng đâu, tao tưởng đâu mày nói năm tới nữa thôi tao chạy luôn à. Năm tới nó cứ chạy. Năm tới nó cứ chạy. Trời ơi, nó dày vậy, nó dày quá. Có cái cổng kèm cho không? Sắt. Sắt hả? Rồi gần hồi mình uống theo ý mình mới được. À. Hồi mình để vô cái chuối á, rồi mình uống cái như cái kiểu hình con rồng nó quắn 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 dặn 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 vậy đó. Dạ. Chứ đâu phải để cái trời. Vậy lại phải nhét sắt chỗ luôn. Ừ. Rồi chắc bỏ cục đó luôn. Rồi, bỏ luôn. Vậy là lấy từ đó luôn thôi đó. Dạ. Ủa mình đem ra đây làm hả? Mình vô chổng mình làm xong rồi mình đem ra. Vô chổng à. Ê rồi, vô cái nón ra luôn rồi nở ơi. Đó ơi, một cuộc tranh giành không thương nhường. Trời đất ơi. Coi đưa cái mặt Khôi lên coi. Cái cưng cũng chết luôn rồi, tự nhiên làm hư cái nón rồi. Cái nón này nó héo rồi vài bữa nữa tâm cứ chuyện như anh nở làm nữa. Gì hả? Em cứ lên nhà anh nở làm này vui lắm. Vui lắm hả? Đi nào. Nay mình cắt luôn. Cắt cái phần thừa bỏ hả? Ồ chú chơi cây chuối làm gì chú? Thôi đi vô chổng coi. Rồi chú làm cái chú. Lấy cái chú làm gì ta? Ủa chân mình mong dài lên luôn hả chú? À, mình mong bằng cây chuối. Đâu? Đi dụng tao mà. Nhấn đèn chớp vô luôn hả? Được chưa? Vậy là xong rồi hả chú? Hả? Xong rồi hả? Xong rồi, vậy đó xong rồi đó. Ủa vậy hả? Vậy là xong rồi hả? Chớp nè. Ngon nè. Đẹp quá. Để xin chưa? Con này là con gì cũng tụng hả? Tụng. Dạ, cái phần bên phải cánh cổng thì bạn nở ở đây là bạn nở bấm để tạo điểm nhấn ha. Tụng. Cái lúa lên là mọi người. Dạ đây bạn nở giờ bạn chuẩn bị đưa cái bông lên trên ha. Thấp không? Hả? Thấp vậy đẹp quá ông ơi, không làm cao quá xấu vậy ok. Trời ơi đúng rồi đó nở. Cái đúng là đúng, đây về mới đúng mẫu á. Lần mấy lần trước làm sai mẫu hết trơn. Cái dép của đội đúng rồi. Dép gì? Dép của đội mà em mua. Gì hả? Đẹp vậy? Chị ngó tấm tấm cưới của chị Nhi xuống này là em mang dạy nè. Gì hả? Tối nay em mang dạy cho anh coi. Gì hả? Tối nay tôi cũng quen nè. Cái mẫu này thì bắt buộc là mình phải cắt mấy cái phần thừa và mình chỉ để làm cái sườn chính nhẹ nhẹ vậy đó. Dán thêm cái bông bên đây nữa. Đúng mẫu luôn. Và đúng thiết kế luôn. Thêm cái bông ngoài đây nữa là che lại rồi. Nổi tiếp tục lên cái bông nữa các mọi người. Cái mẫu này mẫu đơn giản là và không có hai cái cánh. Quay rồi chị Nam ơi. Dạ giờ bạn nổi sẽ treo lên hai buồng đủng đỉnh và bạn sẽ dùng hai buồng đủng đỉnh. Giờ thì kiếm cũng khó ha. Chỉ có miền Tây mình mới có nhiều thôi. Mình nghĩ là miền ngoài không có đâu là cái buồng đó. Ở mình sử dụng cái phá quy đây trong video lần trước thì mình sử dụng lá. Trong video này mình sẽ sử dụng cái buồng đủng đỉnh mình trang trí tạo điểm nhấn cho cái cổng cưới. Rồi bẻ tay luôn. Ê lấy kẽm cột đi. Hả? Thôi đóng đinh chị không có ngon, đóng kẽm đi ông nội ơi. Quay cái đầu. Ừ đúng rồi đó. Đóng hai cây đi. Chuyện quá. Đóng luôn. Lấy búa đóng luôn. Đây, hai buồng đủng đỉnh trang trí lên ha. Giờ mình sẽ lắp thêm hai cái bông bên đây nữa. Ở phần dưới làm lẹ, tôi thấy là tôi không chưa làm bông hay lâu. Theo ra luôn hả? Cái cổng này là cái mẫu đơn giản nhất và rất là dễ làm ở dưới miền quê mình. Tại vì mình chỉ có cầu kỳ là, ôi tôi nhớ hai cái nấu nữa mà nữa. Còn hai cái nấu nữa. Cái bông nhỏ này dưới đi nữa, còn cái bông kia chắc bự hơn. Cái bông này làm dưới góc cái đó đi. Ừ. Là tôi thấy cái bông nó nhỏ hơn. Ủa cái trụ xi măng luôn hả? Xi
xè cánh lại luôn nha, hồi xong sờ xè mấy cánh hoa là nó bị chạy cột đi ha chị, ha chỉnh. Bẻ. Ừ đúng rồi, cái đó là quay ra trước đó. Hồi xưa là cái cánh bên đây nó bị xè qua đây. Đây cuối cùng cái bông này làm xong rồi, mình vừa chờ bạn mình treo lên luôn. Dạ còn ở đây thì bạn nở sẽ bấm lúa và trang trí lên cái phần bên trái, hồi nãy bạn bấm bên phải rồi. Bây giờ bạn sẽ đo đi cho nó dịp bằng gì về cái lá và màu xen kẽ với một lớp vàng và một lớp xanh thôi. Tiếp theo là đây, cái là công đoạn bạn nở bấm thêm mấy cái gì tạo điểm nhấn cho cái mình che đi mấy cái phần sườn của cái cây cây nó này. Mình có thể một là mình làm bằng cọng dừa nước, hai đó là mình có thể làm bằng cọng dừa cây dừa mình á, hai ba là mình có thể dùng tre hoặc là dùng tầm vong gì á, mình thể cái đóng sườn cho nó cứng ha. Cái này mình thể đóng bằng nhiều cách. Hồi bấm thêm hai cái nơ nữa nữa. Trong khi bạn nở đang làm cổng phía trước á, thì đây có mấy anh này đang làm con rồng. Con rồng cũng lên. Đây nhớ quay anh lên cái đây. Lên TV được quá. Lên TV rồi. Con trái này làm cái gì anh? À làm cái lượng con rồng. Lượng con rồng. Mình nói cho mình là chiến lên. Làm này cũng thấy lâu hơn cái ổng nữa ta. Ừ, lâu hơn nhiều chứ, công con nhiều lắm, nhiều giai đoạn. Nội cái nhỏ. Ủa, cái miếng này là cái miếng thiệp đó ha. Dạ, là hai cái bóng đèn. Công con lắm. Dường, này nó bún. Dạ, bây giờ bạn Nội sẽ dán mấy cái chữ hỷ đám cưới lên cho mọi người. Cái đó hả Nội? Tôi thấy xích lên xíu được không? Mẹ cô chú vợ bây giờ đẹp coi đẹp coi coi đẹp coi đẹp xong coi bánh gì ăn đỡ hả? Đã vậy tôi hỏi ngoài quẩy bánh làm luôn không? Không có làm á. Đã vừa làm cổng vừa coi làm cổng vừa ăn bánh. Đúng thể tượng. Dạ. Mày vợ con nở. Anh Hiếu. Anh Hiếu mặc quần đang quay con tụ quần. Bậy đủ rồi lên TV đừng có khơi. Đang làm con rồng. Hỏi đi. Con hỏi đi. Anh Hiếu làm gì anh Hiếu? Làm con rồng đám cưới gì vậy? Trời ơi, làm gì vậy cậu? Trời ơi, làm gì vậy? Con rồng, con rồng. Con không biết gì hết nghe coi. Quay qua hỏi Dũng Út này làm con gì? Dũng ăn làm con gì vậy Dũng? Biết rồi. Trời Dũng, trời Dũng không biết là sao? Rồi quay lại cái mặt của con cái, quay vô mặt con cái lên cho người ta biết cái mặt của con nói chuyện. Chưa có ra con gì hết, ai biết con gì. Quay mặt con cái, đây là quay vô. Đứng. Quay mặt con cái. Quay vô mặt con cái. Nó hồi rồi. Cô Sáu nói chuyện mà cô Sáu nhiều quý luôn kìa. Đâu đâu? Đây đâu? Dạ, ông đưa bố vô gõ xuống cho. Gì kì vậy? Trời, cái đinh mà nhỏ cái đinh nó lên. Đóng rồi đi khác. Đúng rồi, ép luôn hả? Cái lửa này nhầu là mình sẽ làm mấy bóng đèn nha mọi người. Không đợi anh làm cái đuôi nha mọi người. Phải nói trong điện thoại là anh Khôi là nó láo. Anh Khôi nó láo cả bạn. Thôi kêu anh Dương cắt khúc mày ra nè. Chứ quá đáng, kênh quá đáng luôn. Không cho mày quay luôn.
Thôi thôi. Giờ ở đây thì bạn nở bây giờ đang làm bông lúa, ủa làm cái phần nơ đó mọi người, thì sử dụng cái phần lá tông màu vàng đó, rồi còn cái lá tông màu vàng mình sẽ để cái lá ra và mình làm thêm giống kiểu hai cái nơ hai bên đó. Cái nở làm đẹp không? Đẹp. Nở chưa rồi? Theo. Mấy điểm cho mấy điểm? 10 điểm, anh có 10 điểm không? Dạ. Ai làm được anh cho 10 điểm rồi. Anh muốn làm được. Kệ anh cho em quay phim cũng 10 điểm rồi. 10 điểm thì anh cho em quay phim. Giờ anh nở đang làm cái nón đó mọi người. Đó. Thấy anh nở. Giờ mình sử dụng cọng lá dừa mà mình chẻ làm hai á. Không nói gì nữa. Chẻ mấy lá dừa ra làm hai để mình làm cái nón á. Nón từ lá dừa. Bánh hả? Ôi bánh khoai mì hấp dẫn quá vậy. Khoai mì hấp đậu xanh. Nhẹ hấp dẫn quá vậy. Quay ổ kia thử nha. Trang thử luôn hả? Trời ơi. Đã quá. Đây là vé vàng là mẹ của cái bạn bé heo nhỏ. Dạ cảm ơn. Ai không coi, xin diễn miếng đi. Út đậu ơi, cho con xin miếng. Ngon quá trường á. Quá ngon luôn. Ngon. Nè mới ăn nha. Ngon. Tao hả? Ủa hình như có sữa này vậy chị? Đúng rồi, có sữa. Quá là đỏ luôn á. Một luôn. Tao biểu qua bánh nha. Giờ ở đây thì bạn nở giờ đang làm cái nón đó mọi người. Đây. Bạn nở đang làm cái nón ha. Cái nón là lá dừa. Thì nó cứ anh em lên hát về bài hay anh ạ? Biết hát rồi. Biết. Hát bài nào? Chưa lắm em đó là giờ người ta. Không phải. Mới nhất luôn á. Quay à? Đi. Không, cái đó là em nhá hàng thôi. Giờ mấy anh làm con rồng nãy giờ này rất là công phu luôn, làm rất là tốn nhiều thời gian. Công phu mà lâu quá em ơi. Dạ. Từ cái cao đó là cái này là nửa trái. Ba người làm nữa. Giờ bạn nở thêm, tiếp tục thêm làm thêm một cái nón nữa ha. Cổng dưới thì giờ mình đơn giản ha. Hoàn thành được phần nửa rồi. Đây còn thêm cái bảng nữa. Bảng thêm bảng tên thôi. Giờ đây dưới cái cây. Quá đẹp luôn. Còn con phụng. Không? Em đội coi đẹp không? Em thích không? Đội đứng coi. Cặp nón hả? Đây, cái xôi. Đẹp quá ha. Má Năm kêu kìa. Má Năm kêu kìa. Làm cái này nè. Đây, thằng Lỡ đang làm cái màn.
treo lên là cái màn á. Hôm nay thì mình không có nhiều thời gian để mình chiếu quay được công đoạn. Máy ba máy của nó nữa. Hai chục mấy tới trăm mấy thôi không? Cách người ta so đàng hoàng rồi xong rồi thôi. Không đó. Nên em xuống. Có catalog cho người ta coi hả? Cái catalog này kia. Này đâu? Đây em. Diệu Anh. Diệu Anh hấp dẫn quá. Cái này là em tự sáng em làm á. Em tự làm luôn hả? Trời đã vậy. Đã ghê luôn á. Nó quá mệt rồi em mới vui á. Em hết vui á, chứ em đâu thấy mệt đâu. Em thích thì làm gì đâu mà. Mày ấy mày quay quay đi tao. Chết. Nhỏ đó nhiều nhất. Ôi nhỏ còn hết hả? Nhỏ đồ rồi biết chín đó. Trời ơi, chín là chạy. Em ơi, chín là hoàn ngày. Đây là quan cảnh là mình đại đám buổi chiều kia. Chuẩn bị để rất nhiều chuyện. Để cũng đợi gì ấy mâm rồi lên cho nó đẹp. Một đám dàn mâm đó con. Ừ, mâm 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 xấu cái gì đó mà dàn mâm mà nó quay khuyên. Có đó, đổ đá vô rồi đó ca. Hôm nay thì mình đã hoàn thành một cái cổng cưới tại Mỹ trước Tây này kìa. Giờ là giai đoạn cuối cùng xong đã xong. Giờ khách lại chụp hình này kìa. Rồi về đi. Ồ, giờ là giờ chuẩn bị mình lấy tiệc buổi tối này kia nè. Đây, lên cho vô tiếng luôn đó nha. Nhà chị. Chị cái ma chụp nè. Đó. Tự nhiên nói vậy vậy. Quay mấy đồ áo. Dạ. Cái này không làm hồi chưa xong quay cái này rồi. Chưa. Để cho. Ủa vụ gì mà để cho đứa vô trời. Nó chậm quá. Bà nhìn cái nhà mà còn chỗ để mà. Còn mày để gì bốn góc cái bánh mì của tao có hàng mày để vậy đó. Để mày đi. Đặt cho tiếng bệnh hai chị em. Đó, vậy đó.